Rồi Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà ơi. Thì hôm nay Cường đi với anh Quốc nha cả nhà. Ở bên Cần Thơ qua đây đi chơi với Cường á cả nhà. Anh Quốc chào cả nhà cả anh Quốc. Chào cả nhà nha. Đồng nghiệp cả nhà, đẹp trai ghê không? anh cho cảm nghĩ sáng giờ đi quần với em anh Quốc. Trời ơi, em mong em ơi. Em mong á. Chạy sáng giờ muốn khùng gì. Hai anh em chạy sáng giờ nói cả nhà nghe muốn khùng ba trận luôn. Thì sáng giờ cũng như này cũng chiều lắm rồi cả nhà. Chiều lắm rồi, nhưng mà hai anh em tới đây phát hiện một cái tổ ong là đóng trên cái bệ dừa, nhưng mà đã có anh em cắt rồi một dao, mà cũng chắc cũng ngự nghĩ chắc cũng khá là lâu rồi. Ổ này chắc cũng lâu rồi anh Quốc. Lâu rồi, cái dây cũ lắm rồi. Cũ rồi cả nhà, nói chung ra thì ổ này cũng khá là lâu rồi, thấy đầu mặt nó phì vuốt lại lớn quá lên là khủng long nghe cả nhà. Thì bữa nay còn đi tới ba người lận, chú Cường nữa, nhưng mà chú Cường giờ ổng đi đâu lạc không biết đường kiếm không rồi. Giờ là hết biết đường kiếm không luôn. Xa lắm rồi á. Hai anh em lội tới đây nước qua quấn qua bên cam bên đây luôn. thì cái tổ ong này nó đây nè cả nhà, đi cùng quay cho cả nhà xem. Đóng bể dừa đây nè, có anh em cắt gọt dao ha nè cả nhà. Ổ cũng không có trọng, không lớn hung, mà nó điều nó nhìn nó được thôi nghe cả nhà, không bự hung. Rồi bây giờ đi Cường trang bị đồ nghề rồi Cường lên Cường bắt nó nghe cả nhà. Anh bắt hay em bắt? Bắt đi hả? Em bắt đi. Anh khỏi chùm đầu lên bắt luôn, nay giờ anh vợ nhận hết ra luôn. Ở ngoài anh bắt ít cái chùm đầu đó. Vậy ở đây không chùm đầu mắt như cú á. Cú mắt gì đầu lắm. Rồi giờ Cường trang bị đồ nghề lên nghe cả nhà, Cường mời cả nhà nha. Đây cả nhà ơi, thì cái tổ ong đây nè cả nhà, có anh em cắt rồi nha, nhưng mà Cường không biết là cắt bao lâu nữa. Đóng bể dừa cả nhà, Cường nghĩ chắc cắt cũng khá lâu rồi đó, chứ không phải là sớm gì đâu. Thấy đầu mặt nó no no lại nè cả nhà. Rồi giờ Cường lên Cường trang bị đồ nghề, Cường lên Cường bắt nó luôn. Cắt lâu lắm rồi, ổ này cắt cả chừng có 20 ngày lắm rồi nè cả nhà. Hết biết nó ngon luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi lên. Cây dừa này cũng thấp rồi nghe cả nhà. Đây thì ở gần chỗ Cường, gần nhà Cường. Hôm nay không phát hiện. Ôi ôi. Làm hì ghê. Trời ơi, có lý. Lý. Phấn quá. Ổ mới luôn anh ơi, ổ zin luôn. Quá trời cũng qua luôn rồi. Phục mặt nè. Trời ơi, cũng qua. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này. Đây này, hãy cùng quay cho cả nhà xem nè. Phấn qua, cục mặt phấn qua hơi nhiều nha cả nhà. Không nhiều là ngon luôn. Nè cả nhà. Quá trời. Quay cho cả nhà xem. Mặt phấn quá trời luôn, không phấn nhiều mà lúc luôn nha cả nhà. Nó phấn nữa. Bể dừa mà được vậy là ngon lắm nghe cả nhà. Phê quá ơi. Sướng hết cả người, sáng giờ luôn. Hai anh em đi muốn khùng ba trận luôn. Của ông mừng. Đây nè cả nhà. Mặt đẹp ghê không cả nhà. Đó. Ngon lành, ngon lành cạnh tranh. Không gan cạnh tranh nha cả nhà, đây nè. Mặt này hơn gan tay Cường á. Rồi giờ Cường cắt nó nha. Con này đóng cũng cứng ngày rồi, quá ngon. Mừng húm hết trơn cả nhà ơi. Cái gì chưa nói thế này không? Sướng hết cả người. Phấn quá trời luôn.
lành cạnh tranh. Xuống tay luôn. Mấy bữa nay bắt toàn là cái gì được không? Bữa nay gặp cái ông này đóng bể dừa. Mặt này cả lít rồi. Cả lít là ngon là bể dừa mà cả nhà. Để Cường cắt xuống rồi Cường mới giật mấy con ong nó bay rớt vô lại. Ồ nó đã. Thứ gì Cường nói không? Đỏ chặt luôn. Một lít hơn một lít rồi. Ừ nó ngon anh em ơi. Phê phê. Đây nè. Mà cái đỏ ao luôn rồi. Ui da. Rồi chờ Cường đi xuống nha. Xuống cả nhà đi. Quá trời quá đất luôn. Mặt ngon lành. Lít thể ghe luôn anh ơi. Phê phê luôn. Đi mình đi xích lên. Đi xích lên chứ đi. Để Cường lên đây Cường review cục mặt cho anh em xem nha. Đã gì đâu luôn. Nè cả nhà. Lít mặt thể ghe luôn chứ gì. Phấn hơi nhiều anh ơi. Phấn hơi nhiều. Chỉnh phấn đi. Nè, nè. Giấu anh em cắt nữa kìa. Không. Đục máu ông này dài phải chướng chưa. Đây nè, anh cầm lên cái anh Quốc. Đục mặt anh cầm hơi nón khoảng nhiêu lít không? Ồ, lít của tư em ơi. Lít ha. Mặt màu đẹp ha, đỏ chạch luôn con. Quá đẹp. Ừ, trời, phải để hỏi em lấy phong hoa lại mới được. Ừ, chỉnh phấn lại xíu. Chỉnh phấn lại. Có xíu à. Ừ, ít à. Rồi bây giờ thì nói chung ra thì để anh em Cường đi kiếm tiếp rồi có sẽ quay chia sẻ cho nhà xem tiếp nha. Anh em. Thì đây nè thành quả nè cả nhà. Quá đã quá sướng luôn. sướng. Rồi giờ Cường đi tiếp nha, có Cường sẽ quay ghép vô chung cho cả nhà xem nha, tại video này hơi ngắn nha cả nhà. Thì đây cả nhà ơi, thì tới đây Cường cũng mới vừa phát hiện ra thêm một cái tổ ong nha cả nhà. Ổ này nó vẫn tiếp tục đóng bệ dừa nữa nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Ổ ong này cũng nhỏ cả nhà, không có lớn hung nha cả nhà. Thì mấy anh em bây giờ chia ra đi kiếm rồi cả nhà. Thì vô đây Cường thấy ngõ này Cường bắt Cường quay ghép vô chung cho cả nhà xem luôn nha. Thì cái tổ này nó tầm khoảng 5 tấc rồi cả nhà. Ông giờ ở chỗ Cường thì nó đóng vậy đó cả nhà. Nó đóng toàn là bẹ dừa, đóng tầm bậy tầm bạ gì không. Nhìn mắc cười lắm. Ổ này thì chắc để lâu lâu xíu nữa nó sức luôn bẹ nó cong dữ lắm rồi. Đó cả nhà thấy không? Bẹ nó quặt dữ lắm quặt rồi. Để này mà để nó bự bự ổ mà bự bự đu vô cái là nó quặt xuống luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ đi Cường trang bị đồ nghề lên Cường bắt cho cả nhà xem nha. Mấy ổ nhỏ thì bắt sợi dừa này được, học quẹt rồi không cháy lên trời. Quẹt tới thời nó vậy đó. Quẹt không cháy gì chứ. Không biết có mặt không nữa nè. Ổ này cũng nhỏ, không có bự hung. Khá quá nè. Ồ, mặt cũng khá quá nè cả nhà. Đóng bị dừa gì cái gầu trời. Sợ luôn thật chứ. Ông nhỡ đóng không hiểu nổi thiệt chứ. Đóng đi tầm bậy tầm bạ hơn. Trời ơi, đứng đây cũng cắt luôn. Ừ. Con trời ơi cục mặt nhìn thấy ứa máu không. Coi cắt làm sao coi mà phải chắc được nửa xị quá
Ôi ôi, mặt trong lũi vậy. Đựng cái bịch, đựng cái bịch khủng long mày nó trời. Ây da, xíu nó rớt mặt luôn à. Rồi. Đây nè nghe cả nhà. Được cái đây mặt nè. Trời ơi, được có chừng nửa xì mặt cả nhà, không được nhiều nữa. Sợ luôn thiệt chứ. Rồi giờ này Cường đi kiếm tiếp, có Cường sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Thì đây cả nhà ơi, tới đây thì Cường tiếp tục thấy thêm một cái tổ ong nha cả nhà. Thì cái tổ ong này đã có anh em cắt rồi cả nhà, cắt cũng khá là lâu rồi. Nó cả nhà thấy không? Nó cái tổ ong nó cũng trọng trọng rồi chứ không bự không cả nhà, nhưng mà đầu mặt nó đã vuốt lên nghe cả nhà. Thì không biết nó như thế nào, để giờ để Cường trang bị đồ nghề lên Cường bắt cho cả nhà xem nha. Nói chung là cũng hên xui cả nhà ơi. Đó thì mới mượn cái áo của chú Cường luôn nghe cả nhà. Thì nói chung ra mấy anh em với chú cháu này kia chia kiếm, mà cái áo Cường nó bị mất cái túi lưới á. Là nãy Cường đi nói chung ra thì nó đổ bỏ quên ngay chỗ bắt ong rồi, thì Cường mượn cái túi lưới của chú Cường lên bắt luôn. Chứ mỗi khi Cường bắt là Cường chỉ chùm cái đầu không à. Bận cái áo này có ống vô hầm muốn thở oxy luôn nghe cả nhà. Rồi giờ Cường lên nha, mời cả nhà nha. Mặt hơi phì phì không biết sao nữa. Lên kiếm nửa lít được không nè. Mọi chuyện nó cứ hên xui cả nhà. Tại chỗ này đi cắt rồi mà. Nó cháy chưa cháy hung á. Thổi chắc xỉu với nó luôn á. Quẹt quẹt cho nó cháy lên chút nó mới được. Thôi không có khối gì giờ. Lên nó quýnh giống như bò nữa. Đó, có khói rồi đó. Có khói, có khói. Xíu gì vậy? Quấn chặt. Giò luôn chưa vậy? Bắt mặt ong vậy nhỏ 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 vậy không. Cái gầu á. Nghe nó gầu ghê không? Ngót không à. Đó. Thì nói chung ra thì cái video này là cái video của ngày thứ hai Cường đi kiếm ong nghe cả nhà. Nói chung là hai ngày liên tục á thì Cường mới ra một cái clip. Đó, bọn này nó chám vô luôn mới ghê chứ. Rồi xong. Cắt nó cái nhà ơi. Hung quá, hú nữa. Kiếm bụp bụp nè. Kệ đi, có ít ăn ít. Bây giờ mặt ong không có rồi biết sao giờ. Đi tò đi cắt mót thì không à. Xị ăn xị.
xị mặt đó cả nhà, cục mặt nhỏ mà nó đầy nha. Mặt nhỏ mà nó đầy cả nhà. Có được vậy là mừng lắm rồi. Xong phim. Hai ngày liên tục bắt toàn là ống mini không. Dạ. Quá chứ trời. Quá quá vậy. Quá quá trời luôn à. Đây nè cả nhà, mặt luôn nè. Được khoảng chừng xỉ mặt nha cả nhà. Đó, tôi quay cho cả nhà xem nè. Hiện giờ cũng cần xin kết thúc clip nữa nha, quá quá. Quá trời quá nè. Bây giờ cũng xin kết thúc clip nha, hẹn ở nhà những clip tiếp theo của Cường nha. Bye bye ở nhà nha.